kiếm này sẽ tặng cho bé Bo. Nè xem đây. Tặng cho con đấy. Đây nè, siêu nhân ơi. Đây nè. Đây là cái quả cầu gì nè. Đó, lên xe đi, mới đang chiếc xe rồi, nhanh lên. Leo lên. Leo lên siêu nhân. Đó, lấy cái búa đi. Cái búa kìa. Ờ. Ờ siêu nhân vô đập một cái sáu đi siêu nhân. Đập một cái sáu đi. Vô đập một cái sáu. Rồi, lụm lên, lụm lên. Đập con khủng long này nè siêu nhân ơi. Nè cầm cây. Ôi, dám ăn, muốn ăn trứng khủng long hả kìa. Kìa, ừ, lấy trứng khủng long lên coi. Trứng khủng long này, trứng khủng long gì vậy? Rồi siêu nhân, đi, đi hào quá siêu nhân. Kìa, đó là cái súng, siêu nhân hãy lấy đi. À, con cho các bạn xem cái súng gì vậy. À, cái súng này mình bóp là nó kêu nè các bạn ơi. À, nhưng mà mình sẽ lấy cái này mình chơi nè. Súng này không phải súng bắn ra đạn đâu mà là súng bắn ra bong bóng nha. Rồi, siêu nhân ngồi xuống đây đi. Ừ. Giờ mình sẽ mở cái này ra, mình đổ cái này ra cho siêu nhân nha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ nhúng vô trong đây nè các bạn. Ừ. Đó, bóp lên nó sẽ bay ra vậy nè. Wow. Siêu nhân Bo hôm nay đi chợ nha các bạn. Siêu nhân Bo đang ngồi trên một chiếc xe và đi mua đồ chơi. Cho kiếm con khủng long đi. Có khủng long đó, gấp đó. Vô lấy con khủng long á. Ê, ăn vô chắc rồi mình luôn. Trời, siêu nhân đi vô đi, đi vô, đi vô. Con này chịu không? Siêu nhân chịu con này không siêu nhân? Cái dít cái bên. Ủa, siêu nhân đang nhảy kìa. Kìa kìa, siêu nhân nhảy sao, siêu nhân nhảy sao bác? Siêu nhân nhảy sao? Nhảy, nhảy, nhảy đi, con nhảy đi, nhảy đi. Nhảy theo siêu nhân đi, nhảy. Trời sẽ biến áo siêu nhân ra cho con. Nè, đây là chiếc áo siêu nhân của bạn Bo nè nghe. Ồ, à, có cả bao tay nữa nè. Nè, đây là cái nón nè, đây là chiếc nón nè. Nón có hai này nè, chỗ hai con mắt nhìn nè. Hai cái bao tay siêu nhân nữa nè các bạn ơi. Siêu nhân Bo ơi, thấy gì không? Các bạn thấy gì không các bạn? Một con khủng long rất là to luôn nè. Giờ siêu nhân Bo sẽ bắn con khủng long này, thu phục khủng long này để nhặt đồ, nhận đồ chơi nha. Rồi siêu nhân Bo, chuẩn bị. Rồi, nó đã bị thu phục rồi, nó biến thành nhỏ thành đồ chơi rồi. Giờ siêu nhân Bo chạy ra lấy đồ chơi đây, nhanh lên. Đâu rồi siêu nhân Bo? Kìa kìa, nó kìa. Ê, siêu nhân Bo gớt dép luôn hả? Rồi siêu nhân lụm lên coi, lụm lên coi. À thì ra là một con khủng long cổ dài. Chỉ chim bộ thôi. Cái gì vậy siêu nhân Bo ơi? Có một tia sét kìa, tia sét cái gì xuất hiện kìa. Qua đi qua bên đây coi thử coi siêu nhân Bo. Đi. Đây là cái gì vậy? Wow. Đây là cái gì? Một cái búa. Một cái búa thật là to. Ô cái búa này, ô cái búa nặng như mà siêu nhân Bo cầm nổi luôn hả? Siêu nhân Bo, cái búa này chắc là có duyên với siêu nhân Bo nè. Siêu nhân Bo thử đánh một cái coi. Đánh một cái coi. Đánh đây siêu nhân Bo. Đánh lên, đập lên. Ra tia sét luôn. Siêu nhân Bo cầm cái súng lên ra tia sét luôn kìa. Quá dữ, ê mà mượn đây. Mượn đây siêu nhân. Mượn ơi. Ủa sao nó không ra tia sét? Sao nó không ra tia sét? Là siêu nhân đánh thôi coi. Ủa siêu nhân đánh là ra tia sét luôn. Quá dữ. Siêu nhân Bo ơi, ở đây có một con khủng long nè. Siêu nhân Bo đập nó đi, đập mạnh lên. Cầm hai tay luôn. Cầm hai tay. Đập. Mày hả bụi. Mày hả bụi. Wow. Nó biến thành con khủng long đồ chơi rồi. Lấm lên, lấm lên, nhanh lên. Lấm lên. Wow, con khủng long này rất là đẹp luôn. Rồi đặt mạnh lên.
mày hết khủng long. Rồi, khủng long nó biến nhỏ rồi kìa kìa bà siêu nhân ơi. Rồi lượm đồ chơi lên siêu nhân ơi. À, đây là hai quả trứng khủng long nè các bạn ơi. Đến lên. Rồi, được rồi, thiếu gì được rồi, lại lắm đi. Ê, cái này lạ này nha các bạn ơi. Biến hình nè bạn ơi, đây nè. Biến được hình này nè nha. Con ếch rồi, con ếch bự hơn siêu nhân luôn. Con ếch gì quá chừng bự luôn rồi. Bự hơn chiếc xe luôn. Ừ, siêu nhân đứng bằng cái siêu nhân mới bằng cái chân của con ếch à. Nè, con này con mắt con ếch nè. Wow. Ôi, cái miệng của nó bự. Cái hè cái lưỡi ra dài quá chừng dài luôn. Ừ. Siêu nhân bơi, qua đây nè, siêu nhân bơi. Này, cái lưng của nó nè, cái lưng của nó nè. À, cái lưng của nó nè, chàng, cái đùi của nó bự quá, chàng bự luôn. Cái đùi của nó bự hơn siêu nhân bo luôn. Ừ. Ôi, mắt của nó nè, siêu nhân bơi. Đó. Khủng long rồi, khủng long bị đánh bại rồi. Siêu nhân bò ở trong kia có cái gì kìa siêu nhân bò ơi. Kìa, làm lưng cái gì vậy siêu nhân bò. Gì vậy siêu nhân bò. Wow, đây là một cái súng các bạn ơi. Cái súng của siêu nhân hả. Siêu nhân bò ôm cái súng đi đi. Nè, siêu nhân bò đi kiếm gì nữa vậy. Ở trên kia có nữa kìa. Ồ, đây là cái gì nữa siêu nhân bò. Nhưng bao bữa nay đi gặp được nhiều đồ chơi quá à nha. Cái này là con gì, con gà không? Nó kêu được không? Con gà kêu sao? Wow, wow. Con gà ở siêu nhân bo này các bạn ơi. Gà này bóp cái là nó kêu luôn nè. Đó, rồi siêu nhân bo đi chơi tiếp tục siêu nhân bo ơi. Đi qua bên đây nè. Có gì được chơi không? Có gì không? Wow. Siêu nhân bo mới gặp được cái gì nữa nè. Wow, mà chiếc xe này bị dơ siêu nhân bo ơi. Xe này bị dơ rồi nè, siêu nhân bo hãy lấy cái súng gửi xe đi. Nè, xịt vô chiếc xe đi siêu nhân bo. Rồi, siêu nhân bo té luôn rồi. Để bơm hơi cho siêu nhân bo nha, súng này bơm hơi được nghe các bạn ơi. Bơm như này siêu nhân bo ơi. Siêu nhân bo hay quá. Bóp, 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 bóp. Bóp, bóp siêu nhân bo đây, bóp đây, bóp đây, wow. Rồi siêu nhân bo đợi đi xíu nha. Ok, có siêu nhân lại nhảy với bo kìa. Siêu nhân kìa, nhảy đi. Đang kìa, nhảy đi, nhảy. Bình chim chim siêu nhân bo. Ừ, siêu nhân nhảy kìa, siêu nhân nhảy vui quá. Kiếm này sẽ tặng cho bé bo. Nè xem đây. Tặng cho con đó nha. Bé bo ở đâu có cây này vậy? Bé bo có một cây kiếm đó các bạn ơi. Cây kiếm có hình của siêu nhân đó nè. Cây này của siêu nhân cho con hả? Lượm lên coi, lượm lên coi. Đây coi cái gì này các bạn ơi. Lượm nè, lượm cái này lên, lượm cái này lên. À, một quả bự bối thần kỳ trong phim hoạt hình Pokemon nha. Pika 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 bây giờ thu vào như thế nào đây? Lắm đi. Còn chiếc xe này là chiếc xe gì vậy? Đây là chiếc xe, nó có cái đầu của con khủng long gai này nha các bạn ơi. Bây giờ mình coi cái bánh của nó chạy như thế nào nha. Mạnh dữ, xe này mạnh dữ. Xe này bốc đầu được luôn. Nè nè nè, coi bốc đầu nè. Đó. Dữ dằn luôn nha. Rồi bây giờ mình đi tiếp đi bé boy. Nè cầm đi. Đây nè, tiếp tục sử dụng cây kiếm này đi.
Rồi. Ôi rồi rồi. Lại coi sao rồi. Tôi đi kiếm của người ta luôn rồi. Này là cái gì? À này là 4 chiếc xe nha các bạn ơi. Một bộ combo 4 chiếc xe luôn. À xe này là chiếc xe chở gác các bạn ơi. Nè. Mở này lên đổ gác vô, đậy lại. Rồi chạy. Nè coi chạy. Nó cũng chạy bằng bánh đà luôn nha các bạn. Nhưng mà cái bánh đà nó yếu hơn cái chiếc xe khủng long nãy. Xe khủng long này bánh đà mạnh lắm. Đó, một chiếc. Còn chiếc này là chiếc xe. Này các bạn ơi. Wow. Con gắn này nó mềm luôn các bạn, nó mềm giống kìa. Bây giờ nó thành con gắn đồ chơi rồi nha. Nó thành con gắn đồ chơi mà nhìn giống như con gắn thiệt luôn nè. Nó mềm nè. Nó dẻo dẻo, nó nhúng luôn nè. Nè để lên trên mình con bé bo nè. Ồ, thấy không? Nè nè, có đung đưa giống con gắn thiệt luôn nè. Ủa, thấy chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Coi. Tiếp tục bé bo, chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm những con vật thôi. Cầm. Đi. Nó nhỏ lại rồi bé bo, lấy nhụm lên coi là cái gì vậy? Bé bo đi từ từ thôi, đừng gấp quá. Thôi, lại xem coi các bạn ơi. À, đây là một con khủng long nha. Khủng long màu đỏ, nó có cái nút nhắn nữa nè. Cái này trên đây là cái súng. Nó có ba cái sừng. Rồi mình nhắn cái súng xuống đây nha. À, nhắn cái súng xuống đây nó chạy nè các bạn ơi. Các bạn xem nè nha. Ôi, nó bị dưới rồi. Chỗ nào bằng nó mới chạy được. Đi ra đây nè. Đi ra. Rồi, đứng lên. Đập hay quá ta, đập cái là trúng liền luôn ta ơi. Con này là con gì? Con này là con ngựa nha các bạn ơi. Bé bo đã thu phục được một con ngựa rồi nè. Con ngựa này, con ngựa là hồi xưa người ta làm để đi lại các bạn, nó chạy rất là nhanh nha. Còn bây giờ thì người ta chạy xe rồi, người ta nghỉ đi ngựa rồi. Hả? À, ở đâu ra con này nó vậy? Con này là con bò sữa. Con bò sữa nữa nè nha. Bò sữa nhỏ hơn con ngựa. Cưỡi. Kìa bé bo lụm thêm con gì nữa vậy? À con này là con heo các bạn ơi. Con heo nhà nha. Con heo nhà khác con heo rừng nha. Lụm đi xíu nha bo. Lụm đi bé bo. Ở bé bo nè. Ở đây là có một con gì vậy? Con này là con gián nha các bạn ơi. Con gián này là con gián đồ chơi thôi. Mà nó nhìn giống thiệt luôn đó. Còn con kia là con gì? À đây là một con nhện. Một con nhện. Vậy là khu này là có rất nhiều côn trùng luôn nha. Chúng ta cùng nhau đi tìm tiếp coi. Điều phía bên kia có không? Ê, à, đây nè. Ở trên cây này có một con nha. Một con nè, bé bo. Con gì vậy? Con gì ở trên cây? Nó đậu trên cây luôn. Con là con gì? Bé bo biết không? Nè, nghe cha nói nè. Con này là con ve sầu nha. Con ve sầu nó kêu mùa hè. Nó sẽ kêu lên một cái tiếng rất là to. Thấy không? Những con này là nó hai ba con này là nó không có cắn đâu, nó là con nhựa thôi, nó không có cắn mình đâu. Rồi đi tiếp đi qua bên kia đi, đi qua bên kia. Này này này. Nguyên một dãy luôn nè. Con bọ cạp nó đang rượt con kiến nè. Con kiến nó rượt con ong nó rượt con kiến này là con kiến vàng. Còn con bọ này không biết bọ gì, còn con sau cùng này là trên cây là con chuồn chuồn. Rồi. Bé bo cầm lên đi. Ê, bé bo cầm con đầu tiên là con bọ nha. Con bọ này màu xanh nha các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp nè. Đó, cái bụng của nó là màu nâu. À, còn con này là con gì? Con này là con ong. Một con ong. Một con ong nha. Rồi tiếp tục coi con đó đi. Con đó đi. Con này là con kiến đen nè. Con kiến này nó cắn rất là đau nha các bạn. Một con kiến đen. Còn con này là con bọ cạp. Bọ cạp này nó kẹp cũng rất là nguy hiểm nha. Bọ cạp này á nó đốt là cái độc của nó nằm phía sau đuôi này nè các bạn ơi. Còn hai cái càng này là nó để kẹp, nó đau thôi, còn độc sẽ nằm ở phía sau này. À còn đây là một con kiến lửa nha. Không phải. Kiến vàng. Ừ. Nè được bao nhiêu con rồi nè? Để coi bắt đầu đếm coi bao nhiêu con rồi.